những ngày qua, nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản ánh tình trạng một số học sinh lớp 9 tại trường Trung học cơ sở An Thượng, huyện Hoài Đức, được nhà trường yêu cầu viết đơn theo mẫu về việc xin không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Lý do được đưa ra là sức học của các học sinh này không được tốt. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo trường Trung học cơ sở An Thượng đã lên tiếng xác minh. Theo đó, sự việc này đã và đang khiến dư luận bức xúc. Nhiều người cho rằng việc thi vào lớp 10 hay không là quyền, nhu cầu của học sinh, nhà trường không được yêu cầu các em viết đơn sau khi những phản ánh ngày càng lan rộng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức Hà Nội đã yêu cầu trường trung học cơ sở An Thượng giả soát. Đến ngày 15 tháng 5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Thượng cho hay. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã triệu tập tất cả giáo viên chủ nhiệm của 8 lớp khối 9 để xác minh làm rõ sự việc. Qua đó, thầy Hà khẳng định hoàn toàn không có đơn hay việc vận động ép buộc học sinh không thi lớp 10, vì đó là quyền của các em, nhà trường, giáo viên chỉ làm công tác tư vấn phân luồng. Cũng theo thầy Hà, có thể trong quá trình trao đổi, có giáo viên nào đó truyền tải chưa rõ ràng, khiến phụ huynh hiểu lầm. Vị hiệu trưởng này khẳng định, từ trước đến nay, trường trung học cơ sở An Thượng không lấy kết quả thi lớp 10 hay tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hay trượt tốt nghiệp làm tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên. Các giáo viên chỉ có nhiệm vụ tư vấn để học sinh lựa chọn phù hợp, còn quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở học sinh, phụ huynh. Sau sự việc lần này, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Thượng cũng yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm giải thích cho phụ huynh hiểu rõ bản chất của việc tư vấn, tránh những sai lầm không đáng có, giúp học sinh an tâm ôn thi. Qua ghi nhận, hiện nay, trường có 307 học sinh, thuộc 8 lớp 9. Hàng năm, phụ huynh và học sinh của trường thường có mong muốn vào các trường như Trung học Phổ Thông Hoài Đức B, Trung học Phổ Thông Hoài Đức C và học sinh ở gần vùng giáp danh có thể xin chuyển vùng để học một số trường khác. Ngoài ra, các em có thể lựa chọn trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề, trường dân lập, tùy theo lựa chọn của phụ huynh và học sinh theo khả năng. Những năm gần đây và cả trước đây, nhà trường không hề lấy việc học sinh bị thi trượt vào lớp 10 công lập làm tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên. Vì vậy, giáo viên chỉ tư vấn còn phụ huynh, học sinh có quyền quyết định. Thời gian này, nhà trường vẫn đang triển khai ôn tập cho học sinh theo kế hoạch của trường, lớp vào buổi chiều và tiếp tục hoàn thành chương trình học vào thời gian chính khóa buổi sáng. Liên quan đến vấn đề này, Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cho hay, năm nào phòng Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản yêu cầu các trường trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nghiêm cấm việc nhà trường yêu cầu, vận động học sinh không được dự thi vào lớp 10 công lập. Phòng đã yêu cầu trường trung học cơ sở An Thượng kiểm tra lại thông tin và báo cáo cấp trên về phản ánh của phụ huynh. Thực tế, hiện nay, tình trạng ép học sinh có học lực chưa tốt không thi vào lớp 10 công lập ở một số địa phương diễn ra ngày càng nhiều với nhiều phương thức như viết đơn tự nguyện không tham gia thi, không cho học sinh ôn thi cùng cả lớp hay không phát đơn đăng ký dự thi cho học sinh. Cách đây một tháng, mạng xã hội xuất hiện clip gây xôn xao khi một phụ huynh ở Bắc Giang bức xúc đứng giữa cuộc họp với hiệu trường. Chúng tôi đóng tiền học cho con, động viên con mỗi ngày với mong muốn con được thi vào lớp 10 ngôi trường theo đúng nguyện vọng. Thế nhưng giờ nhà trường nhồi nhét đi học ngành nghề, không phải thi khiến các con nản trí. Tôi mong các con được thi như các bạn, nên nhà trường hãy để cho các cháu thi đã. Nếu trượt thì con cũng sẽ vào học nghề, chứ có gì đâu mà phải vội vã không cho thi từ đầu. Tại Hà Nội, hầu như năm nào cũng có học sinh, phụ huynh bức xúc phản ánh về tình trạng giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh có học lực chưa tốt, không nên đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Mới đây, tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Giáo viên phát đơn xin không tham gia thi tuyển sinh lớp 10 cho học sinh điền tên, khiến nhiều học sinh và phụ huynh bức xúc. Theo nội dung của lá đơn, ngoài thông tin của phụ huynh, học sinh và số điện thoại liên hệ còn ghi rõ, căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu không tốt, gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình Trung học phổ thông hệ công lập. Nay gia đình làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khóa ngày 6 tháng 6 năm 2024. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện đã có chỉ đạo xử lý thông tin liên quan đến việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập trên địa bàn huyện. Qua giả soát, Ủy ban Nhân dân huyện nhận thấy nhà trường có chủ trương gửi mẫu đơn không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho phụ huynh là không đúng quy định, đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn chấn chỉnh làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường liên hệ với phụ huynh để thông tin rõ quy định về đăng ký tuyển sinh. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản nhắc nhở chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Sau đó, phòng giáo dục và đào tạo huyện, ban giám hiệu nhà trường đã liên hệ với gia đình của học sinh V ở lớp 9 trên 5 đang học tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa về việc gửi mẫu đơn xin không tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 đến 2025. Được biết, phụ huynh của MV trước đó đã nhắn cho giáo viên chủ nhiệm của lớp với nội dung chủ yếu là học sinh này không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập nhưng vẫn được hồ sơ vào lớp 10 tư thục, vẫn tiếp tục học lên cấp 3 nên nguyện vọng của gia đình là muốn học tư thục chứ không phải thấy con mình không đủ năng lực để học trường công lập. Thông tin trên đơn do học sinh về viết và bạn của phụ huynh em này đã chụp lại, tự ý đăng lên mạng trong lúc ngồi uống cà phê với phụ huynh. Ban giám hiệu nhà trường đã nhận thiếu sót khi gửi cho phụ huynh mẫu đơn này là không đúng với chủ trương của phòng giáo dục và đào tạo huyện. Bên cạnh đó, trường cũng đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh và học sinh lớp 9 có nguyện vọng không thi vào lớp 10 công lập để lắng nghe nguyện vọng và định hướng cho việc đăng ký tuyển sinh lớp 10 phù hợp với nguyện vọng và năng lực của các em. Tại cuộc họp, lãnh đạo nhà trường nhận khuyết điểm trước phụ huynh về việc gửi mẫu đơn trên là sai. Nhà trường cũng hướng dẫn tất cả các trường hợp học sinh đã đăng ký không thi lớp 10 công lập có thể thay đổi đăng ký. Đã có 30 trên 80 phụ huynh học sinh tham dự buổi hướng dẫn, 50 trên 80 trường hợp không đến dự, phụ huynh có phản hồi trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm. Kết quả là 80 trên 80 phụ huynh vẫn giữ nguyên nguyện vọng không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10. Liên quan đến vụ việc, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Hóc Môn đã chủ trì tổ chức cuộc họp chấn trình kiểm điểm lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng các cá nhân liên quan vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của huyện, gây hoang mang dư luận, nhất là trong thời điểm học sinh đang đăng ký nguyện vọng để chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cũng đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo giả soát lại tất cả các trường trung học cơ sở có tổ chức hình thức cam kết tương tự như trường Nguyễn Văn Bứa hay không để có chỉ đạo chấn chỉnh và khắc phục ngay. Qua giả soát, Công tác tư vấn tuyển sinh và đăng ký thi tuyển lớp 10 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện ổn định, kết thúc tư vấn đăng ký nguyện vọng lớp 10 đợt 1. Tiếp tục tư vấn tuyển sinh điều chỉnh nguyện vọng sau ngày 13 tháng 5. Qua ghi nhận, việc các trường trung học cơ sở bằng nhiều hình thức khác nhau yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực chưa tốt, không được dự thi lớp 10 không phải là vấn đề mới mà đã diễn ra trong nhiều năm qua, gây bức xúc trong dư luận. Theo lãnh đạo của một trường trung học cơ sở, điều này nhằm giúp các trường có thành tích đẹp về tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường công lập. Vì các học sinh học kém này có cơ hội đỗ rất thấp, khi theo chủ trương phân luồng của chính phủ, chỉ khoảng 60 đến 70% học sinh học hết trung học cơ sở sẽ tiếp tục học lên trung học phổ thông. Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội năm nay có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Những em này có thể đã lựa chọn học các trường tư thục, chuyên nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo các phương thức khác nhau. Nhìn vào thực tiễn, ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định Thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập là quyền hợp pháp của học sinh, không ai có quyền ngăn cản việc đăng ký dự thi của các em. Công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Các phòng giáo dục và đào tạo nhà trường cần nêu cao tinh thần tôn trọng quyền lợi, tạo điều kiện để các em đăng ký thi lớp 10 công lập nếu có nguyện vọng. Nếu có hiện tượng vận động học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ bị xử lý nghiêm. Lý giải nguyên nhân của hiện tượng này, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho rằng, nguyên nhân trực tiếp do các trường sợ mất thành tích phấn đấu suốt cả năm học cũng như lo ảnh hưởng danh tiếng của trường. Để loại bỏ hiện tượng trên, theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, các địa phương nên bỏ hẳn hoặc không nhắc đến kết quả đỗ lớp 10 công lập và điểm thi lớp 10 của các nhà trường trong báo cáo hay trong các cuộc họp. Điều quan trọng và cốt lõi đó là phải thực chất hơn trong dạy, học và kiểm tra đánh giá, tiến tới học thật, thi thật. Đối với từng nhà trường phải phân công giáo viên theo sát học sinh, giả soát, phân loại học sinh theo từng năm học và có chương trình kèm cặp học sinh yếu kém ngay từ đầu cấp chứ không phải thả lòng, rồi đến lớp 9 mới phân loại, ôn tập liên miên như hiện nay. Bên cạnh đó, các nhà trường cần xem xét lại quy trình xếp loại học tập và rèn luyện từng năm học, với những học sinh không cố gắng, thiếu ý thức, có biện pháp giúp đỡ nhưng không tiến bộ thì cho lưu ban để tiếp tục củng cố rèn luyện. Nếu từng năm học làm chuẩn, thì việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở cũng có kết quả chuẩn, không còn hiện tượng điểm học bạ cao nhưng lại không đủ năng lực đi thi. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần vào cuộc, trưng cầu ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà trường để định hình tiêu chuẩn đánh giá mới. Đó là ngoài văn hóa, thì các mặt năng lực khác của học sinh cũng phải được ghi nhận nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các em.